Đây là một bộ phim được cải biên từ câu chuyện có thật. Tàu chở hàng nặng 17.000 tấn của Hoa Kỳ bị cướp trên vùng biển Somalia, cướp biển đòi 10 triệu đô la tiền chuộc. Đây là con tàu chở hàng đầu tiên của Hoa Kỳ bị cướp biển uy hiếp trong gần 200 năm nay. Để giải quyết việc này thì Hoa Kỳ bất chấp mọi thứ, thậm chí còn điều động cả chiến hạm. Chuyện cụ thể như thế nào? Các bạn hãy cùng Cuồng Phim xem hết nhé. Philip là một thuyền trưởng của công ty vận chuyển, đã có hơn 20 năm tuổi nghề với kinh nghiệm phong phú, năng lực nghiệp vụ vững chắc. Một ngày nọ vào năm 2009, Philip nhận con tàu Alabama đi từ Oman đến Kenya theo như sắp xếp của công ty. Hành trình của tàu phải đi qua vùng biển Somalia, nơi cướp biển thường xuyên xuất hiện, là một tàu chở hàng quốc tế nên con tàu sẽ không được trang bị vũ khí phòng hộ. Philip cũng biết rõ sự nguy hiểm, ông buộc phải cẩn thận vô cùng, cho nên vừa lên tàu ông đã xác nhận hành trình với thuyền phó, đồng thời kiểm tra thiết bị an toàn phòng chống cướp biển, thực hiện từng bước cặn kẽ. Rất nhanh hàng hóa đã chất lên tàu xong xuôi, con tàu rời khỏi cảng khẩu tiến về đại dương, còn nguy cơ tiềm ẩn cũng đang đến gần. Một thị trấn nhỏ của Somalia dưới sự đàn áp của bọn quân phiệt, xảy ra chiến sự liên miên, nạn đói hoành hành khiến người dân không có cách nào sống nổi, quân phiệt bắt ép người dân trở thành cướp biển. News là một trong số đó, cho dù tuần trước bọn họ vừa mới cướp được một con tàu lớn, nhưng thủ lĩnh quân phiệt không thỏa mãn, lại phái người giục bọn họ mau ra khơi cướp biển. Cướp biển thường là già làng điều khiển tàu mẹ, đưa theo 8 người dân chia nhau ngồi trên hai con thuyền nhỏ tiến hành cướp bóc. Dân làng đều nhốn nháo muốn đi biển, mặc dù đồ cướp được đều bị quân phiệt lấy hết nhưng nếu cướp được nhiều, cho dù là chút tiền thừa cũng đủ thay đổi cuộc đời của bọn họ. News là một trong những thuyền trưởng của con thuyền nhỏ, nhanh chóng đã chọn xong đoàn cướp biển, cùng với một con thuyền khác, đi theo tàu mẹ tiến vào vùng biển Somalia tìm kiếm mục tiêu. Lênh đênh trên biển một ngày, nhóm cướp biển vẫn chưa tìm được mục tiêu, chủ yếu là do các tàu chở hàng đi quá sát nhau khó mà ra tay được. Sau khi bàn bạc, cướp biển bỗng phát hiện trên radar có một con tàu tụt lùi về phía sau, mà con tàu này chính là con tàu của thuyền trưởng Philip. Ông vẫn chưa biết chuyện gì nhưng để đảm bảo an toàn, sáng sớm hôm sau Philip cho thuyền viên diễn tập khi sự cố xảy ra, mô phỏng hai phần tử vũ trang lại gần tàu. Nhưng diễn tập chưa được bao lâu, Philip phát hiện có hai mục tiêu trên radar, dùng ống nhòm quan sát, xác nhận có hai con thuyền nhỏ đang tiến lại gần. Không sai, đó chính là Mills và đồng bọn của hắn. Philip hiện tại vẫn chưa xác định được là bạn hay là thù, ông thông báo cho thuyền viên vào vị trí, đồng thời nhấn mạnh đây không phải diễn tập. Sau đó cho thuyền phó xoay tàu sang trái 5 độ, để xem thuyền nhỏ còn bám theo bọn họ hay không. Vậy mà hai con thuyền nhỏ đó cũng chuyển hướng theo, dường như có thể xác định mục tiêu đang bám đuôi họ. Philip lập tức tăng tốc độ tàu, đồng thời liên lạc với trung tâm ứng phó khẩn cấp trên biển của Hoa Kỳ, nhưng lại không nhận được hồi đáp. Bọn họ liên lạc với tổ chức cứu trợ thương mại trên biển của Anh Quốc, kết quả nhân viên lại nói đó là ngư dân mà thôi, rồi bảo Philip hãy thực hiện các trình tự đối phó khẩn cấp, phải chờ bọn họ báo cáo lên cấp trên rồi mới đưa ra quyết định, chứ sẽ không phái cứu viện đi, như vậy thà không gọi còn hơn. Philip chỉ đành tiếp tục tăng tốc gây ra sóng cản chân cướp biển, đồng thời nhấc điện thoại giả vừa gọi điện xin Hải quân Hoa Kỳ chi viện, còn mình đóng giả sĩ quan, nói dối trực thăng vũ trang sắp đến. Thì ra Philip đoán được cướp biển nhất định đã nghe lén vô tuyến của bọn họ, nên cố ý diễn kịch dọa bọn chúng. Quả nhiên một thuyền cướp biển nghe xong liền quay đầu bỏ đi, còn Mills vẫn kiên quyết tiến lên sống chết làm tới cùng. Nhìn thấy vẫn còn một con thuyền, Philip chỉ đành tiếp tục tăng tốc hết cỡ, chuyển hướng tạo ra sóng biển lớn cản trở thuyền của Mills. Lúc này động cơ thuyền cướp biển đột nhiên chết máy, cho dù không cam tâm nhưng Mills cũng đành phải rút lui. Nhìn thuyền cướp biển xa dần, Philip mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nguy hiểm vẫn chưa dừng ở đây, chỉ cần cướp biển sửa xong thuyền thì chúng nhất định sẽ quay lại. Quả nhiên Mills quay về tàu mẹ, liền sửa lại động cơ, có một tên thuyền trưởng còn làm nhảm trách móc chê cười Mills, còn Mills nhịn hắn lâu lắm rồi, liền cầm tua vít phang lên đầu hắn. Những người khác thấy vậy cũng không dám làm gì, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, cướp biển chính là như vậy. Mills cướp đi động cơ thuyền của đối phương gắn lên tàu của mình. Sáng hôm sau hắn lại bám theo tàu của Philip, ông nhanh chóng phát hiện ra bọn họ, lập tức bấm chuông báo động. Philip lệnh cho thuyền viên gỡ mọi hạn chế tốc độ, chạy hết tốc lực đồng thời đánh lái trái phải để tạo ra sóng lớn, nhưng thuyền của Mills đã được nâng cấp thêm một động cơ nữa, hắn hung hăng đuổi theo tàu chở hàng. Lúc này, Philip cũng liên lạc được với trung tâm ứng phó khẩn cấp trên biển của Hoa Kỳ, sau khi nhân viên biết được tình hình lập tức liên lạc cho Hải quân Hoa Kỳ. Nhưng thuyền cướp biển đã ở rất gần, còn dùng vô tuyến tự xưng là đội an ninh trên vùng biển Somalia. Philip đâu có tin ba cái lời vớ vẩn này, lập tức cho thuyền viên vặn vòi rồng ở xung quanh tàu ngăn cho cướp biển lại gần. Bọn chúng thấy Philip không mắc lừa, đuổi đến gần tàu mà xung quanh có vòi rồng, chúng không thể lại gần liền giơ súng AK bắn về phía con tàu, đồng thời tìm kiếm đường lên ở xung quanh tàu. Đúng lúc này van nước số 7 của tàu rơi xuống tạo ra một khoảng trống. Cướp biển lập tức phát hiện sơ hở này, Philip đương nhiên cũng biết lập tức cho người đi sửa, còn ông tìm pháo sáng bắn vào thuyền cướp biển, nhưng pháo sáng sao bằng súng AK được, cướp biển vừa bắn súng vừa tìm thời cơ lên thuyền. Thuyền phó không thể ló đầu ra sửa khi đạn liên tục bay tới, chỉ đành rút lui, đưa thuyền viên trốn dưới tua bin tàu. Không còn cản trở thì cướp biển dựng thang, một đám bốn người nhanh chóng trèo lên tàu. Philip nhìn thấy không thể ngăn cản, chỉ có thể dặn dò thuyền viên nhanh chóng tắt động cơ tàu sau đó lập tức trốn đi, tuyệt đối không để trở thành con tin. Lúc nào nhận được câu, đến giờ ăn cơm thì mới đi ra. Cướp biển nhanh chóng xông vào buồng lái uy hiếp Philip và hai người còn lại. Philip nói trên tàu chỉ có 30.000 đô ở trong két, bảo bọn chúng hãy lấy số tiền này rồi rời đi, nhưng ông đã đánh giá thấp bản tính của Mills.
Chính vào lúc này con tàu bỗng dừng di chuyển, tua bin trưởng đã tắt mọi hệ thống động cơ theo chỉ thị của Philip, toàn bộ thuyền viên trốn dưới khoang tua bin. Philip thấy vậy liền nói dối là do lúc nãy tăng tốc quá nhanh, hệ thống động cơ đã bị hỏng hóc nặng. Mills nhìn lên bảng điều khiển, đây đâu phải con thuyền nhỏ của hắn, đương nhiên hắn không biết mấy thứ này rồi, nhưng hắn cũng không ngu, lập tức nghĩ đến những người khác đang giở trò. Philip nói mình cũng không biết thuyền viên đang ở đâu, cướp biển nào có tin liền thông qua loa phát thanh, uy hiếp thuyền viên nếu không chủ động xuất hiện, cứ mỗi phút sẽ giết chết một người, nói xong liền dí súng lên đầu người khác, ép Philip phải nói ra vị trí của thuyền viên, cảnh tượng vô cùng căng thẳng. Philip đành ra sức trấn an, cướp biển chỉ muốn cướp của, chúng phải lục soát cả con tàu. Philip lập tức đồng ý, nhưng ông đã nhanh trí truyền tin cho thuyền viên, đồng thời ra hiệu cho họ tắt mọi nguồn điện. Sau đó Mills cùng đồng bọn bắt Philip dẫn bọn chúng đi lục soát tàu. Mills nhìn thấy bản đồ của con tàu trên hành lang, nghĩ tới động cơ tàu có vấn đề, hắn đoán là do thuyền viên đã giở trò ở khoang tua bin, bắt Philip phải đưa bọn họ xuống đó. Philip vội vàng nói dưới khoang tua bin rất nóng, muốn đến phòng ăn lấy chút nước uống, ông đang tranh thủ thời gian cho thuyền viên cắt nguồn điện. Nhưng không ngờ thuyền phó cũng đang lấy nước trong khoang bếp, may mà anh ta nghe thấy có người liền trốn đi. Philip nhìn thấy nước ở dưới đất lập tức biết được có người đang ở đây, thế là vừa lấy nước vừa nhắc nhở một tên cướp biển không mang dép hãy cẩn thận, để ra hiệu cho thuyền viên. Thuyền phó lập tức hiểu ra ám hiệu, đợi ba người rời đi, anh ta liền cho thuyền viên bỏ mảnh thủy tinh trước cửa khoang tua bin. Quả nhiên tên cướp biển đi chân đất vừa bước vào đã dẫm phải thủy tinh, bàn chân chảy máu. Philip liền bảo bọn họ mau quay về khoang lái, ở đó có đồ cứu thương, nhưng Mills lại rất gian xảo, hắn chỉ muốn lục soát, còn tên cướp biển bị thương cũng chịu đau lục soát cùng. Lúc này thuyền viên mỗi người trốn một nơi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đèn ở khoang tua bin bỗng tối đen, thì ra trước lúc cướp biển đi vào thì tua bin trưởng đã lẻn được ra ngoài, nhân cơ hội cắt nguồn điện. Khoang tua bin tối đen, Philip bảo bọn họ hãy quay lại, Mills không cam tâm về tay không, hắn cho tên đồng bọn áp tải Philip quay ra còn hắn ở lại tiếp tục lục soát. Philip chưa đi được bao lâu, thuyền viên ẩn nấp bỗng xông ra như ong vỡ tổ, giằng lại vũ khí của Mills khống chế hắn ta. Bây giờ hai bên đều có con tin, sau một hồi bàn bạc thỏa thuận điều kiện trao đổi con tin, cướp biển có thể lấy 30.000 đô la trong két sắt, nhưng phải ngồi thuyền cứu sinh rời khỏi con tàu. Hai bên đụng độ nhau trên boong tàu, không khí căng thẳng bao trùm, cướp biển muốn Philip cũng phải lên thuyền cứu sinh, dạy bọn chúng cách sử dụng không thì cho chết cả lũ. Để làm dịu tình hình và đảm bảo an toàn cho thuyền viên, Philip chỉ đành đồng ý, vốn tưởng rằng dạy xong cách sử dụng bọn chúng sẽ thả ông đi, nào ngờ Philip dạy cho bọn chúng xong, cũng thả Mills như thỏa thuận. Khi hắn đi vào thuyền cứu sinh, Philip chuẩn bị rời đi, Mills ra hiệu thì Philip liền bị cướp biển đánh ngất. Chưa đợi thuyền viên khác phản ứng lại, thuyền cứu sinh đã rơi xuống biển, Mills đương nhiên không định từ bỏ, chuẩn bị đưa Philip quay về Somalia để đòi tiền chuộc. Philip rơi vào tay cướp biển, thuyền viên lập tức liên lạc với trung tâm ứng phó khẩn cấp trên biển. Tình hình nhanh chóng đến tai Hải quân Hoa Kỳ, bọn họ lập tức phái một thuyền chiến gần đó nhất đuổi theo, sau khi tàu chở hàng nhận được hồi báo, cũng tức tốc đuổi theo để không mất dấu thuyền cứu sinh. Còn bên phía cướp biển, chúng cũng gặp khó khăn, tốc độ di chuyển chậm gì với lại bọn chúng không liên lạc được với tàu mẹ, khiến cho chúng càng trở nên cộc cằn bất an. Hôm sau cuối cùng cũng liên lạc được với tàu mẹ, còn tàu mẹ trách bọn chúng sao không cướp được tàu chở hàng, vì sợ liên lụy nên liền bảo Mills tự mình đưa Philip về Somalia, điều này khiến cho đám cướp biển càng thêm bất an. Chính vào lúc này, máy bay không người lái của Hoa Kỳ đã bắt kịp, Hoa Kỳ hạ lệnh cho Hải quân tìm phương án giải cứu, Nhà Trắng đã trao quyền tối cao, cố gắng khuyên giải, nếu không có hiệu quả thì giao cho tàu chiến giải quyết bằng vũ lực, tuyệt đối không được để Philip bị bắt đến Somalia. Cùng lúc này, một tiểu đội Hải quân Hoa Kỳ xuất phát từ căn cứ. Đến đêm, tàu chiến của Hoa Kỳ đến gần thuyền cứu sinh, thuyền trưởng liên lạc với cướp biển bắt đầu đàm phán, Mills đòi 10 triệu đô la tiền chuộc. Để trấn an cướp biển, thuyền trưởng chỉ đành lấy lý do đang gom tiền để kéo dài thời gian. Tàu chở hàng được một đội hải quân hộ tống tiếp tục hải trình, việc còn lại giao cho tàu chiến giải quyết. Khi trời sáng hải quân lại phái hai con thuyền nhỏ, lấy cớ đem đồ tiếp tế để lại gần cướp biển, nhân cơ hội quan sát tình hình, đồng thời yêu cầu xác nhận Philip còn sống hay không. Philip đương nhiên biết nếu hải quân đến rồi, bọn họ sẽ không bao giờ thỏa hiệp, liền ra ám hiệu cho hải quân biết vị trí của mình, tiện cho công tác ứng cứu. Còn đám cướp biển lo lắng không thôi, cảnh tượng vô cùng rối ren, một tên cướp biển nổ súng. Vì sự an toàn của Philip, thuyền hải quân lập tức rời đi, công tác ứng cứu rơi vào bế tắc. Không lâu sau chiến hạm của Hoa Kỳ cũng tới đây, Philip nhìn thấy chiến hạm thì không vui nổi, với cách làm của hải quân, e rằng thà giết nhầm con tin cũng không thể để con thuyền này trở về Somalia. Ông ra sức khuyên giải Mills đầu hàng, nhưng cướp biển vẫn ôm giấc mộng giàu sang, không chịu từ bỏ món mồi béo bở này. Khuyên bọn chúng đầu hàng là việc không thể nào, muốn thoát thân an toàn, Philip phải nghĩ cách tự cứu lấy mình. Đến đêm, hải quân Hoa Kỳ đã lặng lẽ đáp dù xuống đây. Trong lúc đám cướp biển ngủ gà ngủ gật, Philip nói muốn đi vệ sinh, vừa mở cửa thuyền ra, Philip lập tức chớp lấy thời cơ đẩy tên canh chừng ông xuống biển, còn mình cũng nhảy xuống nước ra sức bơi về phía tàu chiến. Nhưng trong màn đêm tối đen, mặc dù hải quân phát hiện có hỗn loạn nhưng không phân biệt nổi ai với ai, cướp biển nổ súng uy hiếp Philip, hải quân nghe thấy tiếng súng càng thêm do dự chỉ đành bắn pháo sáng. Mặc dù hải quân nhìn rõ mặt biển, nhưng đám cướp biển cũng biết được vị trí của Philip, Mills nhảy xuống biển bắt Philip quay về. Việc Philip bỏ chạy đã chọc giận bọn chúng, tên cướp biển giận dữ đánh đập Philip.
Mills lập tức ngăn cản, Philip là con cờ cuối cùng của chúng. Mills chĩa súng lên đầu Philip kéo ra ngoài thuyền uy hiếp, trực thăng của hải quân cũng đành rút đi. Không lâu trước đó, hải quân đã nhận được thông tin của đám cướp biển. Để trấn an bọn cướp biển thì hải quân gọi tên của bọn chúng, nói dối rằng cấp trên đã đồng ý dùng tiền chuộc người, bây giờ tiền chuộc đã đầy đủ, già làng cũng đang trên đường đến đây, nhưng giao dịch phải tiến hành trong bí mật. Cướp biển phái một người đại diện đàm phán, ngoài ra nhiên liệu của thuyền cứu sinh chẳng còn lại bao nhiêu, cơn bão cũng sắp ập đến, liền đề nghị cho tàu chiến kéo thuyền cứu sinh, tránh cho nguy hiểm xảy ra. Lời này đã trấn an được Mills, cho dù đồng bọn bảo đó là cái bẫy nhưng Mills lại đặt cược tất cả, hơn nữa đây là con đường sống sót duy nhất của bọn chúng. Philip biết xạ thủ của hải quân có thể nổ súng bất cứ lúc nào, còn Mills vẫn còn đang ảo tưởng rằng sau khi lấy được tiền sẽ có thể thuận lợi rời đi. Philip hỏi hắn tại sao không lấy 30.000 đô rồi rời đi, việc gì phải mạo hiểm lớn như vậy. Mills bất lực nói rằng bên trên bọn chúng còn có ông trùm, ít như vậy sẽ chẳng được chia đồng nào hết. Philip tiếp tục hỏi hắn, ngoài làm cướp biển ra chẳng lẽ không còn con đường nào khác sao? Mills đáp lại chắc chỉ ở Mỹ mới có con đường sống. Lúc này hai con thuyền của hải quân đã lại gần thuyền cứu sinh, một thuyền đưa một tên cướp về tàu chiến đàm phán, còn một thuyền khác trong lúc móc dây lên thuyền cứu sinh đã lắp thiết bị nghe lén bên ngoài con thuyền. Sau khi hải quân xác nhận Philip vẫn còn sống liền đưa quần áo cho ông, dặn dò hãy quay về vị trí, còn nhấn mạnh không được rời khỏi vị trí. Philip hiểu ra quần áo là để phân biệt mình với cướp biển. Cuộc tấn công của hải quân sắp bắt đầu, sau khi Mills được đưa lên tàu chiến thì hắn lập tức bị trông chừng, cho dù hắn liên tục hỏi già làng ở đâu nhưng binh lính chỉ nói sắp đến rồi. Lúc này thuyền hải quân đang đi phía trước kéo thuyền cứu sinh ở phía sau, ánh sáng rọi lên thuyền cứu sinh, ánh sáng chói mắt khiến cướp biển không thể quan sát xung quanh. Đội xạ thủ ba người được bố trí ở cuối boong tàu chĩa súng lên thuyền cứu sinh, bọn họ đang tìm cơ hội bắn hạ cùng lúc cả ba tên cướp biển. Tàu chiến tăng tốc tạo ra sóng lớn khiến thuyền cứu sinh chòng chành, Philip biết nếu hải quân tấn công thất bại thì ông lành ít dữ nhiều. Nhân lúc cướp biển không chú ý, ông nhặt cây bút dưới đất viết di thư, kết quả bị một tên giằng mất. Philip không thể nhẫn nhịn được nữa liền lao vào đánh hắn, trong thuyền vô cùng hỗn loạn. Hải quân nghe thấy tiếng đánh nhau, vừa bảo xạ thủ tìm cơ hội vừa cảnh cáo cướp biển không được làm hại con tin. Trong thuyền cứu sinh, Philip nhanh chóng bị trói và che mắt lại. Không có Mills ở đây thì đồng bọn của hắn đã mất khống chế. Hơn nữa hắn cũng phát hiện Mills đi lâu như vậy cũng chẳng có tin tức gì. Đây chắc chắn là cái bẫy, hắn bị dồn vào đường cùng sẽ chết cùng Philip. Hải quân phát hiện Philip đang gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại chỉ có hai xạ thủ đã ngắm chuẩn mục tiêu. Bỗng tên cướp biển đang chĩa súng lên người Philip, hiện lên trong tầm ngắm của xạ thủ thứ ba. Hải quân chớp lấy thời cơ hạ lệnh dừng kéo thuyền cứu sinh, ngay chính lúc đó ba mục tiêu cùng lúc bị khoanh vùng. Thuyền trưởng hạ lệnh, ba tên cướp biển bị bắn gục, Philip được giải cứu thành công, thuyền hải quân nhanh chóng đưa Philip lên tàu chiến. Khi binh lính canh chừng Mills nghe thấy con tin đã được an toàn, lập tức trói hắn lại, Mills sau đó bị đưa về Mỹ xét xử và lãnh án 10 năm tù. Đến đây toàn bộ nguy cơ đã được hóa giải, Philip tuy không gặp nguy hiểm về tính mạng, nhưng trải qua chuyện này đã khiến một thuyền trưởng lão làng, dày dặn kinh nghiệm như ông cũng phải bật khóc nức nở. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Thuyền trưởng Philip. Câu hỏi của bộ phim: các bạn có cảm động trước hành động bảo vệ thuyền viên của Philip không? Nếu có thì bấm phím 1, nếu không thì bấm phím 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.